Hello chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để các bạn có thể cài được Ensign ở trên iPhone. Thông thường những bạn sử dụng iPhone thì các bạn muốn cài được hack, muốn chơi được Blockfoot thì các bạn bắt buộc phải có chứng chỉ. Và cái chứng chỉ free này thì nó sẽ có thời hạn sử dụng. Có thể nó cho các bạn chơi 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là một vài giờ thôi là nó sẽ hết chứng chỉ. Và khi hết chứng chỉ thì nó sẽ bị văng game. Các bạn sẽ không thể vào được game nữa, không thể vào được cái chứng chỉ nữa tại vì nó đã bị thu hồi chứng chỉ. Các bạn chỉ cần vào là nó văng, hoặc là các bạn cài đặt được nhưng mà khi các bạn cài đặt game thì nó báo là cài đặt không để xác minh được tính toàn vẹn của ứng dụng, cho nên là nó không cho các bạn cài đặt. Thì trong video này mình sẽ cho các bạn một cái mẹo để các bạn cài. Và hiện tại thì trên cái trước mặt hình các bạn đang nhìn nhá, là mình đang có ba cái iPhone. Cả ba cái iPhone này là ba cái iPhone mà mình hay làm video cho anh xem, và cả ba cái này thì mình đều đang sử dụng được chứng chỉ đó. Mình đang sử dụng chứng chỉ free nhá, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đây là chứng chỉ free. Và để làm được cái mẹo này thì các bạn cố gắng xem cái video này của mình, cố gắng xem hết cái video này của mình. Rất ít người chia sẻ cái mẹo này cho các bạn, nhưng với mình thì mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mà mình biết. Cái video này của mình thì nó sẽ rất là nhanh thôi, cách cài chứng chỉ thì nó rất là nhanh. Chủ yếu là mình sẽ nói về cái mẹo. Đầu tiên thì khi các bạn cài chứng chỉ vào máy nhá, các bạn cài trong một thời gian mà khi mà cái máy các bạn nó bị thu hồi chứng chỉ rồi thì chắc chắn các bạn là không bao giờ các bạn có thể cài lại được nữa. Tại vì cái máy các bạn nó đã bị thu hồi chứng chỉ rồi, đã mất chứng chỉ rồi. Thì để fix được cái lỗi đó thì các bạn sẽ làm cho mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cài đặt cho mình. Đó, vào cài đặt cho mình. Các bạn sẽ vào iCloud. Đó, vào cái iCloud của iPhone nhé. Các bạn đăng xuất cái iCloud đi cho mình. Đó, bấm đăng xuất nhé. Đó, các bạn bấm đăng xuất đi cho mình. Thì mình nói qua thôi. Còn cái máy này của mình thì mình sẽ không làm theo cái cách này nữa. Tại vì cái máy này của mình thì mình đã làm rồi. Các bạn đăng xuất cho mình iCloud đi. Nhớ nhá, bắt buộc phải đăng xuất iCloud. Cái máy các bạn nó không có iCloud, nó phải trắng tinh. Sau đó thì các bạn sẽ vào cài đặt chung cho mình. Các bạn sẽ kéo xuống này, các bạn sẽ vào cái chuyển hoặc đặt lại iPhone. Đó, các bạn sẽ reset dòng 2. Cái dòng 2 của nó sẽ là cái xóa tất cả nội dung cài đặt. Các bạn nhớ nhá, đây là cái bắt buộc. Trên iPhone các bạn muốn sử dụng được cái phiên bản free này thì bắt buộc các bạn phải xóa tất cả những cái ứng dụng. Xóa cái dòng 2 đấy, gọi là reset dòng 2. Các bạn bấm vào đây, xóa tất cả nội dung và cài đặt của cái iPhone. Nhớ là phải đăng xuất cho mình cái iCloud trước. Đó, bắt buộc phải đăng xuất iCloud. Sau đó thì các bạn reset dòng 2 cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ khởi động lại máy, các bạn cài đặt lại wifi, rồi các bạn vào cho mình cái link chứng chỉ. Mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Bây giờ thì mình sẽ xóa đi và mình sẽ cài lại cho anh em xem nhá. Đó, mình sẽ xóa hết đi luôn. Đó, mình sẽ cài lại đây. Đấy, cái link chứng chỉ thì mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Thì bạn nào muốn ủng hộ mình bằng cách là vượt link thì các bạn bấm vào phần mô tả, các bạn vượt link, các bạn ủng hộ giúp mình. Cái link này thì các bạn chỉ bỏ ra 1-2 phút các bạn vượt là các bạn sẽ sở hữu được cái link này thôi. Và các bạn cũng không mất cái gì cả. Và khi mà các bạn vượt link như vậy thì mình cũng có thu nhập, mình cũng có tiền. Thì mình sẽ làm được cái đam mê của mình bằng cách là mình sẽ làm video hàng ngày cho anh em xem. Đó, thì sau khi các bạn vào cái link này rồi thì các bạn sẽ tải cho mình cái kéo xuống nhá, và các bạn tải cho mình cái Ensign. Các bạn sẽ tải cho mình lần lượt từ trên xuống dưới này. Đó, tải cho mình lần lượt từ trên xuống dưới. Cái nào sử dụng được thì nó sẽ hiện màu xanh, còn cái nào không sử dụng được thì nó sẽ hiện màu trắng. Đó, mặc định khi các bạn vào là nó sẽ hiện màu trắng, còn cái nào sử dụng được thì nó sẽ hiện màu xanh, màu xanh như này. Và mình khẳng định các bạn là khi mà các bạn làm theo mình, các bạn reset cái dòng 2 của iPhone thì chắc chắn máy các bạn lại cài được bình thường. Đó, ví dụ như cái máy này của mình thì bây giờ mình có xóa đi, mình tải lại, mình vẫn cài được một cách bình thường thôi. Thì sau khi các bạn có cái Ensign này rồi thì các bạn sẽ tải thêm cho mình cái profile. Đó, tải cho mình cái profile nhá, cấu hình DNS này, và tải cho mình cái Ensign Center. Sau khi mà các bạn có những cái như thế rồi thì các bạn sẽ bấm vào đây. Đó, bấm lại một lần nữa thì nó sẽ mở lên này. Các bạn sẽ bấm đồng ý cho mình, bấm ok cho mình, bấm đồng ý cho mình thì nó sẽ vào được Ensign Center này. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục cài đặt này. Vào cài đặt chung, vào quản lý thiết bị VPN và DNS này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái khởi DNS này cho mình. Các bạn sẽ cài đặt cấu hình cho mình. Đó, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái Vietnam Post này. Các bạn sẽ bấm tin cậy cho mình. Đó, sau khi các bạn tin cậy thì các bạn sẽ mở được cái phiên bản này lên. Đó, mở nó lên thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm này. Bấm vào nhập cho mình này. Bấm vào gần đây và các bạn sẽ tìm đến cái file Ensign Center. Đó, các bạn sẽ tìm đến cái Ensign Center nhé. Các bạn tải nó về ở chỗ nào thì các bạn tìm đến. Mặc định khi các bạn tải về thì nó sẽ ở gần đây. Còn nếu như trong gần đây nó không có thì các bạn sẽ vào duyệt này. Các bạn sẽ vào trên iPhone cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cái file Kenter mà các bạn vừa tải về. Đó, đây cái file Kenter của mình đây. Các bạn sẽ bấm vào file Kenter này. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ hiện. Còn nếu như mà nó không hiện thì các bạn sẽ tải lại cái Kenter nhá. Khả năng là do mình xóa cái Kenter rồi. Thì bây giờ mình sẽ tải lại cái Kenter này. Cách tải nó rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần tải này thôi. Sau đó thì các bạn sẽ bấm mở trong và các bạn lưu cho mình. Đó, mình sẽ lưu trên tệp nhá. Các bạn đợi một chút, mình sẽ lưu trên tệp.
đó, lưu vào tệp. Sau đó thì các bạn sẽ bấm lưu cho mình và các bạn vào lại cái enzyme thì nó sẽ có ở trên cái enzyme này. Đó, nó sẽ có trên cái mục gần đây hoặc là nó sẽ có ở trên đây, bạn load lại đây. Mình sẽ load lại cho anh em xem. Đó, và gần đây thì nó sẽ có cái enzyme counter này, các bạn sẽ bấm vào enzyme counter. Các bạn sẽ bấm vào một lần nữa, các bạn bấm giải nhắn cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái enzyme counter này và các bạn sẽ tìm đến cái thư mục chứng chỉ mà các bạn vừa tải về. Cái chứng chỉ của mình nó có tên là Vietnam Post này, Vietnam Post and Telecom này. Các bạn sẽ bấm vào và các bạn sẽ tìm đến cái Vietnam Post và Telecom cho mình. Đây, các bạn sẽ bấm vào đây, các bạn sẽ bấm nhập kho chứng chỉ của mình. Đó, như vậy là cái máy của mình đã có chứng chỉ. Và bây giờ thì mình có thể cài được tất cả những cái tựa game có trên iPhone, trong đó có Hack Barfoot. Đó, cách cài thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ bấm vào đây để các bạn cài. Các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản thôi. Ok, những bước này thì tất cả bọn đều với cách cài chứng chỉ ở trên iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Còn video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ giáo dục mình để có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi vậy thôi. Cảm ơn chào thiếu. Ok, ba, chào mọi người.